Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Từ Vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày 3 tháng 3 năm 2022 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 1 tháng 2 năm nhâm dần Ngày này là ngày Ất Mão, tháng Quý Mão, năm nhâm dần Và ngày hôm nay là ngày Hoàng Đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỵ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Minh Đường, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ đinh sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc câu Trần giờ canh thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thiên hình, giờ tân tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc chu tước, giờ giáp thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc bạch hổ, giờ bính tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thiên lao, giờ đinh hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc nguyên vũ. Vậy ngũ hành, ngũ hành nên mệnh đại khê thủy ngày ất mão tức can chi tương đồng thuộc mộc và ngày hôm nay là ngày cát vài nạp âm đại khê thủy kỵ tuổi kỵ dậu đinh dậu ngày thuộc hành thủy khắc với hành hỏa đặc biệt là tuổi kỵ sửu đinh dậu kỵ mùi thuộc hành hỏa không sợ thủy ngày mão lục hợp với tuất tam hợp với mùi và hợi thành mộc cục xung với dậu hình tý hại thìn phá ngọa và tuyệt thần Vài tuổi xung khác trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi kỷ dậu, đinh dậu, tân mùi, tân sửu tuổi xung trong tháng, tuổi tân dậu, đinh dậu, đinh mão. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên quý, tốt mọi việc, sao phúc sinh, tốt mọi việc, sao quan nhật, tốt mọi đường, mọi việc, sao minh đường hoàng đạo, tốt mọi việc sao nhân chuyên đại cát tốt mọi việc có thể giải được sao xấu trừ sao kim thần thất sát sao xấu trong ngày gồm có sao thiên ngục sáu mọi việc sao thiên hỏa sáu về lập nhà sao thổ phủ kỵ về xây dựng nhà cửa khởi công động thổ sao thần cách, kỵ về tế tự sao trùng tang kỵ về cưới hỏi an táng khởi công động thổ xây dựng về nhà mới sao nguyệt kiến chuyển sát kỵ về khởi công động thổ sao thiên địa chuyển sát kỵ về khởi công động thổ sao dương thác kỵ về xuất hành cưới hỏi an táng vài hướng xuất hành tốt trong ngày Hỷ thần hướng tây bắc tài thần hướng đông nam và sau đây Mời các bạn đoán xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày mùng 3 tháng 3 năm 2022 mà các bạn theo dõi nội dung chi tiết Từ vi tuổi Tý thứ năm ngày mùng 3 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ năm này với ba tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tổ tí đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình xung tí ngọ mạo dậu điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới tinh thần của bạn trong ngày hôm nay với những áp lực đè nén trong suốt khoảng thời gian vừa qua khiến cho bạn tuổi tý luôn cảm thấy mệt mỏi chán trường và có những lúc muốn bỏ cuộc giữa chừng nữa đó nhá chưa kể là trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Tý đang gặp ngày của tỷ Kim chiếu mệnh, cái điều này còn kéo theo những rắc rối thị phi ở chốn công sở khó tránh khỏi và đây là lúc với bà tuổi Tý cần phải hết sức tỉnh táo và sáng suốt thì mới có thể xử lý được những vấn đề vừa phát sinh và còn tồn động này nữa và may mắn là ở bên cạnh bạn luôn có được sự ủng hộ của những người thân yêu ngũ hành thủy sinh cho Mộc Vượng cái điều này cũng sẽ giúp cho mối quan hệ giữa đôi bên ngày càng thêm bền chặt sau khi cùng nhau vượt qua bao nhiêu sóng gió thử thách này nữa vài câu quyết cho bạn tuổi tý trong ngày thứ năm này tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim vướng phải những rắc rối thị phi trốn công sở tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy lứa đôi hạnh phúc vững bền sau nhiều thử thách, tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, tình cảm gia đình hòa thuận, êm ấm, tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, áp lực công việc đè nén, muốn bỏ cuộc giữa chừng, tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc nên lưu tâm tới vấn đề sức khỏe của bản thân. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 27, số 65, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi thân, tuổi sửu. Từ với tuổi sửu, thứ năm, ngày mùng 3 tháng 3 năm 2022 xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi sửu cho chúng ta thấy là bạn tuổi sửu đang chịu ảnh hưởng của thiên quan chiếu mệnh điều này làm cho bạn tuổi sửu có thể sẽ phải đối mặt với không ít hung hiểm trong ngày hôm nay nhất là trong mối quan hệ với người có chức quyền bạn phải cần hết sức cẩn trọng chứ có hành động bộc phát để rồi ảnh hưởng tới tương lai của mình về sau này và lúc này với bạn tuổi sửu lời khuyên dành cho bạn là nên lấy dị hỏa vi quý làm trọng chỉ cần bạn giữ được sự bình tĩnh thì mọi việc sẽ trở nên dễ dàng và suôn sẻ hơn trước rất nhiều bạn sẽ chẳng còn phải bận tâm tới những mối lo này nữa tuy nhiên đó trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi sửu lại đang gặp ngày có ngũ hành Mọc khác với thổ điều này làm cho cái chuyện tình cảm của các cặp đôi không được mấy vui vẻ khi với bạn đang có những tranh cãi liên tục nổ ra có lẽ vì cái tôi quá cao tôi nên đôi bên chẳng ai chịu nhún nhường ai tình hình càng ngày càng trở nên căng thẳng hơn nhé Về câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ năm này từ vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim hung hiểm rình rập nên thận trọng trong từng hành động nói năng của mình. Từ vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy giữ được sự bình tĩnh, mọi việc sẽ sớm được yên ổn trở lại. Từ vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa sức khỏe không có điều gì đáng phải lo ngại. Từ vi tuổi Tan sửu thuộc mệnh thổ tình cảm khó hòa hợp tranh cãi xảy ra liên miên. Từ vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc đừng có lơ là việc dưỡng sinh cho bản thân. Và đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ năm này sự nghiệp ba sao tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 14, số 82, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi dậu, tuổi tí. Từ vi tuổi dần, thứ năm, ngày mùng 3 tháng 3 năm 2022 xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi dần đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội phù trợ cái điều này sẽ giúp cho công việc của bạn tuổi dần trở nên hanh thông thuận lợi hơn trước rất nhiều các mối quan hệ xã giao của bạn có được sự hài hòa mang đến cho bạn những mối làm ăn hay là cơ hội hợp tác về kinh doanh đầy hứa hẹn nữa Tuy nhiên, trong ngày thứ năm này với bạn tuổi dần, lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Điều này cảnh báo cho bạn đang có những hung hiểm vẫn luôn rình rập xung quanh bạn. Chỉ cần bạn sơ hở một chút, dù là rất nhỏ, cũng có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng nữa. Nếu không may mắn, bạn có thể mất tất cả danh dự, uy tín và tiền bạc nữa nhé. Ngày này với bạn tuổi dần, cũng đang gặp ngày có mộc khí vượng. Cái điều này làm cho bạn cần phải quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe của mình, đặc biệt là đối với những ai dễ mắc phải các bệnh liên quan tới thần kinh, bệnh về thận hay là bệnh về bàng quang thì càng không nên bỏ qua những dấu hiệu bất thường của cơ thể trong khoảng thời gian này. Về câu quyết cho bạn tuổi dần trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy, các mối quan hệ xã giao có được sự hài hòa, hứa hẹn mang đến cho bạn có được những cơ hội về hợp tác triển vọng. Từ vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa, công việc thuận lợi hơn hẳn so với thời gian trước đây. Từ vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ, trở nên chủ quan mà để xảy ra những sai lầm đáng tiếc. Từ vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc nên lưu tâm tới vấn đề sức khỏe của bản thân mình nhiều hơn. Từ vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim hung hiểm rình rập cần phải hết sức đề phòng. Và đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao tài lộc, 4 sao sức khỏe, 3 sao tình cảm, 4 sao con số may mắn số 23, số 77, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi hợi, tuổi tuất Từ vi tuổi mão thứ năm ngày mùng 3 tháng 3 năm 2022 xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi mão cho chúng ta thấy là bà tuổi mão đang gặp được ngày có thực thần ghé thăm cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi mão có thể tận dụng thời gian này để tham gia đầu tư kinh doanh theo hướng mới đây có thể là cơ hội để cho bạn kiếm tiền về đầy tay bạn đừng có bộ lỡ kéo lại hối tiếc về sau này nhé tuy nhiên trong ngày này, đối với những người làm công ăn lương, đừng có vì ham cái lợi trước mắt mà bộ bê công việc chính của mình. Mọi thứ sẽ chẳng thể nào được như ý muốn của bạn nếu như bạn cứ tiếp tục lơ là và thiếu tập trung trong công việc như vậy. Và trong ngày này với ba tuổi mão đang gặp ngày có can chi tương đồng thuộc mộc mộc khí vượt, Điều này nhắc nhở bạn mệnh tuổi mão cần phải chú ý quan tâm tới sức khỏe của mình nhiều hơn. Đừng có tham công tiếc việc quá mà tự hại bản thân mình. Bạn mệnh có thể cảm thấy cơ thể mệt mỏi ở trong người, nhất là đối với những người đang có vấn đề về gan, thận nữa. Vài câu quyết cho bạn tuổi mão trong ngày thứ năm này. Từ vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy, vận may về tiền bạc tìm đến, chớ có bộ lỡ. Từ vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa, tập trung toàn lực sẽ giúp cho tiến độ công việc được đẩy nhanh hơn, từ vi tuổi Kỵ Mão thuộc mệnh Thổ, đối với những bạn đang còn độc thân chưa tìm thấy được một nửa cho mình, từ vi tuổi thân Mão thuộc mệnh Mộc, sức khỏe là vốn quý, bạn cần phải quan tâm nhiều hơn, từ vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, tình cảm lứa đôi gặp nhiều trục trặc, hiểu lầm nhau. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 19, số 59, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cá tường màu trắng, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mùi, tuổi tốt. Từ vi tuổi thìn, thứ năm, ngày mùng 3 tháng 3 năm 2022 xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi thìn cho chúng ta thấy là bạn tuổi thìn đang gặp được vận quý nhân tư hội trợ mệnh cho bạn cho nên vận trình của bạn trong ngày hôm nay trở nên hanh thông hơn trước khá chi là nhiều với bạn tuổi thìn bạn nhanh chóng hoàn thiện xuất sắc những nhiệm vụ được giao phó từ trước đó và trong thời gian tới với những cơ hội mới sẽ còn tiếp tục xuất hiện trước mắt của bạn giúp cho con đường tiến thân của bạn trở nên hanh thông rộng mở hơn trước rất chi là nhiều lại thêm trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi thìn đang gặp được ngày có chính quan trợ vận cái điều này cho thấy với những thành quả mà bạn có được sau bao nhiêu nỗ lực và vất vả trong khoảng thời gian qua là hoàn toàn xứng đáng cho bạn thái độ nghiêm túc cùng năng lực và xử lý vấn đề nội trọi của bạn sẽ giúp cho bạn ghi điểm trong mắt đồng nghiệp và cấp trên nữa Tuy nhiên, trong ngày này với bạn tuổi thìn lại đang gặp ngày có ngũ hành, mộc thổ xung khắc. Điều này làm cho bạn lại đang có điểm báo cách chuyện của bạn không được mấy tốt đẹp cho lắm. Có vẻ như giữa hai bạn đang có không ít khúc mắc và cả hai hãy cùng nhau chia sẻ và lắng nghe để sớm tìm ra lời giải đáp cho những rắc rối này bạn tuổi thìn nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi thìn trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa công việc thuận lợi, nhận được sự đánh giá cao của đồng nghiệp và cấp trên. Từ vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ, cái chuyện tình cảm khó hài hòa, đôi lứa khó tìm được tiếng nói chung tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc thành quả đạt được là hoàn toàn xứng đáng với năng lực của bạn tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim chớ có lơ là chủ quan mà làm hỏng việc tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy sức khỏe của bạn được cải thiện đáng kể nhờ chế độ dinh dưỡng và nghỉ ngơi hợp lý về đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ năm này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 43, số 78, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi dậu, tuổi tí, tuổi thân. Từ vi tuổi tỵ thứ năm ngày mùng 3 tháng 3 năm 2022 xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi tỵ cho chúng ta thấy là bà tuổi tỵ trong ngày này đang có báo hiệu không còn phải lo lắng về nguồn thu nhập của mình khi trong ngày đang có được chính tài chia chở ngày này với bạn tuổi tỵ công việc được thuận lợi các khoản lương khoản thưởng đều đều và khá ổn định giúp cho bạn có một túi tiền rụng rĩnh, thoải mái trong việc chi tiêu nữa rồi và ngày này với bạn tuổi tỵ mối quan hệ giữa bạn và người ấy trở nên hài hòa tốt đẹp hơn khi trong ngày đang có mộc sinh cho họ như ngày hôm nay. Cả hai cùng đồng lòng vượt qua sóng gió, thử thách trong cuộc sống để rồi có thể nhận về những trái ngọt do chính mình tạo ra nữa nhé. Và xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày mùng 1 tháng 2 năm nhâm dần. Ngày này, theo nhị thập bát tú, hôm nay được xem là ngày tốt. Bản mệnh có thể thực hiện những công việc như là tạo tác, nhiều việc đều tốt. Tốt nhất là xây cắt chỗ cửa, dựng cửa, mở đường nước, đào mương, móc giếng, nhận chức, nhập học, đi thuyền. Tuy nhiên, bạn vẫn nên kiên cự những công việc như là chôn cắt, tu bổ về mồ mã, đóng thọa đường để tránh những rủi ro về sau này nhé. Và ngày này với bà Thủ tỵ nếu như có công việc cần phải xuất hành đi xa thì bạn mạnh nên ưu tin xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng Tây Bắc và tài thần hướng Đông Nam. Đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn gặp được nhiều may mắn và thuận lợi. Về câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa, nguồn thu nhập đảm bảo, không còn phải lo lắng quá nhiều. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, cùng đồng lòng vượt qua khó khăn, tình cảm đôi bên càng thêm bền vững. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, sức khỏe có thể bị ảnh hưởng ít nhiều, bạn cần phải chú ý. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, đừng có lơ là, kẹo rơi vào bẫy của kẻ xấu. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh mỹ thủy, tình cảm gia đình vui vẻ, hạnh phúc trên dưới thuận hòa. về đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 11, số 54, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu tím, quý nhân phù trợ tuổi xỉu, tuổi giàu, tuổi thân. Từ vi tuổi ngọ thứ năm ngày mùng 3 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là bạn tuổi ngọ đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông tí ngọ mạo dậu Điều này sẽ làm cho bạn tuổi ngọ phải hứng chịu không ít sự đả kích từ những người xung quanh. Mâu thuẫn giữa đôi bên càng ngày càng lên tới đỉnh điểm khi đôi bên vẫn giữ khăng khăng ý kiến của riêng mình nhé. May mắn là trong ngày thứ năm này với bạn tuổi ngọ đang có sự xuất hiện của thiên tài chiếu mệnh mang lại cho bạn không ít vận may về tiền bạc tuy nhiên dù trong bất cứ trường hợp nào với bà tử ngọa vẫn luôn phải tỉnh táo và hành động cho thật cẩn trọng đừng có dễ tin người quá để rồi tiền mất tật mang và trong ngày thứ năm này với bạn tử ngọ lại đang gặp được ngày cung ngũ hành họa sinh cho mộc vượng. Điều này cho thấy đối với những bạn đang còn độc thân có được cơ hội bạn bè, người thân giới thiệu cho gặp gỡ với không ít người xuất chúng. Chỉ cần bạn cởi mở và vui vẻ tiếp nhận sự quan tâm từ đối phương chắc chắn bạn sẽ sớm có được hạnh phúc của riêng mình mà thôi nhé vài câu quýt cho bạn tuổi ngọ trong ngày thứ năm này. Từ vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim, đừng có bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể. Từ vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy, có được vận may gõ cửa, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà. Từ vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa, đảo hoa vượt, nhân duyên rẻ tìm đến. Từ vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ, mau thuận triển minh, căng thẳng khó tránh. Từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc, tỉnh táo và cẩn trọng trong từng quyết định của mình và đánh giá của bạn tử ngoạn trong ngày thứ năm này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 16 số 79 giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ màu sắc cát tường màu đỏ màu hồng quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi dần tuổi mùi Từ vi tuổi mùi thứ năm ngày mùng 3 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi mùi cho chúng ta thấy là bạn tuổi mùi đang gặp ngày có cục diện ngũ hành mạo mùi bán hợp điều này sẽ mang tới cho bạn tuổi mùi không ít tin vui trong ngày hôm nay dù bạn đang quản học hay là nghiên cứu hay là đã công tác lâu năm thì với bạn tuổi mùi vẫn nhanh chóng có được những thành quả dành riêng cho mình đây chính là phần thưởng cho những cố gắng nỗ lực của bạn trong suốt khoảng thời gian vừa qua nhé. Chỉ tiếc là trong ngày thứ năm này với bạn tuổi mùi lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Điều này làm cho bạn đang bị đe dọa trong vận trình của mình khi kẻ tiểu nhân trong bóng tối vẫn luôn tìm cách tìm cơ hội để hạ bệ bạn bất cứ lúc nào. Vì vậy, với bạn tuổi mùi hãy luôn cẩn trọng trong từng hành động của mình, từng đường đi nước bước của mình, kéo lại để ra sai suốt đáng tiếc nhé. Bên cạnh đó, trong ngày này với bạn tuổi mùi cũng đang gặp ngày có hủy khắc với họ. Điều này cho thấy cái chuyện tình cảm của bạn đang xuất hiện những vết rạn nứt trong mối quan hệ giữa bạn và người ấy càng ngày càng trở nên rõ nét hơn. Và cả hai không chịu ngồi lại chia sẻ thẳng thắn thì khó lòng có thể hóa giải được những mâu thuẫn này nữa. Về câu quyết cho bạn túi mùi trong ngày thứ năm này, Tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim, sức khỏe có phần giảm sút đáng kể. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy, đón tin vui trong công việc, thành quả là hoàn toàn do nỗ lực của bản thân. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa, không bộ cuộc dù trong bất cứ trường hợp nào. Tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ, đề phòng kẻ tiểu nhân luôn muốn hãm hại mình. Tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc, cẩn trọng trong từng hành động của mình. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 21, số 60, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thân thứ năm ngày mùng 3 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thân đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh, soi đường chỉ lối cho bạn, cho nên với bạn tuổi Thân dễ dàng thể hiện được bản thân và nhận được sự quan tâm của mọi người xung quanh. Với năng lực của bạn được chứng minh, bạn tuổi Thân sẽ sớm có được cơ hội được giao cho những trọng trách mới trong khoảng thời gian này nữa nhé. Và trong ngày thứ năm này với bạn tuổi thân, mối quan hệ giữa bạn với các thành viên trong gia đình lại không mấy hài hòa khi bạn đang gặp ngày có kim khác với mộc. Với những bất đồng quan điểm dẫn đến tranh cãi thường xuyên, đôi bên vì nóng giận mà không thể kiểm soát được hành động và lời nói của mình, khiến cho bầu không khí càng ngày càng trở nên căng thẳng hơn và xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày mùng 1 tháng 2 năm nhâm dần. Nếu như bạn thủ thân có ý định xuất hành đi xa thì bạn nên chọn giờ hoàng đạo cũng như là hướng xuất hành tốt như là hỷ thần hướng Tây Bắc và tài thần hướng Đông Nam. Đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn gặp được nhiều may mắn và thuận lợi hơn về câu quyết cho bản tuổi thân trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy, nỗ lực để thể hiện bản thân, năng lực sẽ được ghi nhận. Tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa, thể trạng khỏe khoắn, không phải lo lắng quá nhiều về vấn đề sức khỏe. Tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình không hòa hợp cho lắm. Tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc nên chọn hướng xuất hành phù hợp để mưu sự công việc thêm phần thuận lợi. Từ vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim, đôi lứa vì mâu thuẫn mà nảy sinh tranh cãi không hồi kết. Và đánh giá của bản tử thân trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 30, số 81, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu ánh kim, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi Tý Tỷ. Với tuổi tỵ. Từ vi tuổi Dậu thứ năm ngày mùng 3 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Dậu, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung tí ngọa mạo dậu điều này sẽ ảnh hưởng không hề nhỏ lên vận trình của bạn trong ngày hôm nay nhất là trong các mối quan hệ xã giao với sự bất đồng quan điểm khiến cho đôi bên không tìm được tiếng nói chung, công việc vì thế mà trở nên trì trệ hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đây. May mắn là trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Dậu lại đang có được sự xuất hiện của thiên ấn chiếu mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho bạn nhanh chóng nhận ra được những thiếu suất của cả đôi bên, từ đó tìm ra hướng khắc phục phù hợp. Sự phản ứng linh hoạt và nhanh nhạy của bạn cũng ghi điểm trong mắt mọi người xung quanh nữa nhé. Tuy nhiên, trong ngày này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp ngày có ngũ hành, kim mộc xung khắc. Điều này nhắc nhở bản mệnh cần phải quan tâm tới nửa kia của mình nhiều hơn, chớ nên viện cớ công việc bận rộn mà lơ là, khiến cho tình cảm giữa hai người càng ngày càng xa cách, lạnh nhạt và ngày này mộc khí đang vượng cho nên với bạn tuổi dậu cũng cần phải quan tâm tới sức khỏe của mình nhiều hơn đặc biệt là đối với những ai dễ mắc các bệnh liên quan tới thần kinh bệnh về thận hay là bàng quang thì càng không nên bỏ qua những dấu hiệu bất thường của cơ thể nhé vài câu quýt cho bạn tuổi dậu trong ngày thứ năm này tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy phản ứng linh hoạt nhanh nhạy giúp ghi điểm trong mắt của mọi người xung quanh tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực để cho đầu óc thanh thản tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ quan hệ xã giao gặp nhiều trở ngại tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc cần phải quan tâm tới nửa kia của mình nhiều hơn tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim bất đồng quan điểm ảnh hưởng không nhỏ tới tín độ công việc và đánh giá của bạn tử dậu trong ngày thứ năm này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 29, số 75, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu xám, quý nhân phù trợ, tủi tị, tủi xỉu, tủi tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ năm ngày mùng 3 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là bản tuổi tuất đang gặp được ngày có ngũ hành mạo tuất nhị hợp phù trợ cái điều này sẽ giúp cho bản tuổi tuất nhanh chóng lập ra những kế hoạch phù hợp để rồi có thêm cơ hội về hợp tác làm ăn thuận lợi hứa hẹn sẽ mang về những khoản lợi nhuận không hề nhỏ nữa nhé lại thêm trong vận trình ngày thứ năm này với bản tuổi tuất đang gặp được ngày có chính quan trợ mệnh cái điều này sẽ giúp cho bạn như hổ mọc thêm cánh, con đường công danh sự nghiệp của bạn chưa khi nào lại sáng rõ đến như vậy. Và ngày được thăng quan tín chức chắc chắn sẽ không quản xa với bạn nữa, vì vậy với bạn tuổi tuất cần phải nỗ lực và cố gắng hơn nữa nhé. Quan về phương diện tình cảm của bạn tuổi tuất trong ngày thứ năm này, đối với những bạn đang còn độc thân vẫn tiếp tục cô đơn lịa bóng một mình khi trong ngày đang gặp ngày của mộc khác với thổ nhá Dường như với bạn tuổi tuất đã vẫn chưa thể thoát ra khỏi được vỏ bọc của mình và cho bản thân một cơ hội để đón nhận tình yêu từ một ai đó. Bạn hãy để cho quá khứ ngủ in nhìn về tương lai ở phía trước đi bạn tuổi tuất nhé. Về câu quý cho bạn tuổi tuất trong ngày thứ năm này, từ vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, con đường công danh sự nghiệp được rộng mở, có nhiều cơ hội tiến bước. Từ vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ đối với những bạn đang còn độc thân chưa thoát khỏi vựa bọc của chính mình tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc sức khỏe của chiều hướng giảm sút cần phải quan tâm nhiều hơn tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim tình tạm lứa đôi gặp nhiều trắc trở tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy cơ hội hợp tác làm ăn tìm đến hãy nắm bắt cơ hội và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 18, số 90, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mão, tuổi dần. Từ vi tuổi hỏi thứ năm ngày mùng 3 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi hỏi cho chúng ta thấy là bạn tuổi hỏi đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp hợi mão mùi phù trợ. Cái điều này sẽ giúp cho công việc của bạn trong ngày hôm nay trở nên suôn sẻ thuận lợi hơn trước khá chi là nhiều. Các mối quan hệ về hợp tác làm ăn của bạn đang phát triển khá tốt với bạn tuổi hỏi có được cơ hội ký kết thêm những hợp đồng mới trong ngày hôm nay nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ năm này phía bạn tuổi hợi lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Điều này nhắc nhở bạn mệnh cần phải hết sức tỉnh táo, chớ nên tin lời nguồn ngoặt của người khác để rồi tiền mất tật mang lúc nào chẳng hay. Bạn tuổi hợi cần phải luôn nhìn vấn đề từ nhiều khía cạnh sắc khác nhau để thấy rõ được cả mặt lợi và mặt rủi ro của chúng nữa. Còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi hợi trong ngày này, cái chuyện tình cảm của bạn đang tiến triển theo chiều hướng khá tích cực trong ngày hôm nay khi bạn đang gặp được ngày có thủy mộc tương sinh. Với những người mới quen thì đây chính là thời điểm thích hợp để cho cả hai xác định tình cảm của bản thân mình, có thể tiến tới những nấc thang mới trong mối quan hệ của hai người nữa rồi. Vài câu quý cho bạn tuổi hợi trong ngày thứ năm này, từ vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa, công việc gặp được nhiều thuận lợi hơn so với trước đây. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ nên chú ý tới an toàn cho bản thân, cẩn trọng kéo lại tai nạn bất ngờ. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, chớ nên hành động liều lĩnh dù trong bất cứ trường hợp nào. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, cẩn thận chớ có tin lời của người khác, kéo lại tiền mất tật mang. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, tình cảm lứa đôi bền chặt theo thời gian và đánh giá của bà tuổi hợi trong ngày thứ năm này sự nghiệp 4 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 27 số 69 giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ màu sắc cát tường màu trắng màu xanh nước biển quý nhân phù trợ tuổi mùi tuổi mão tuổi dần cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip đừng tích like comment đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày สิ่งเจ้าของลาย